Tin chính thức từ BBC, blogger Trương Duy Nhất đang bị tạm giam ở trại T16, theo hai nguồn tin khả tín. Sau gần 2 tháng kể từ khi blogger Trương Duy Nhất mất tích, gia đình ông được thông báo ông đang bị giam ở T16, một trại tạm giam ở Việt Nam. Hôm 20 tháng 3, từ Canada, cô Trương Tục Đoan, con gái ông Trương Duy Nhất cho BBC tiếng Việt biết, một người hôm 15 tháng 3 không biết là ai, gọi cho mẹ ở Việt Nam báo là ba hiện đang bị giam ở T16. Mẹ nửa tin nửa ngờ, nên nhờ luật sư Trần Vũ Hải kiểm chứng bằng cách lên làm giấy tờ hay cho gặp mặt. Cùng ngày 20 tháng 3, cây bút Phạm Xuân Nguyên ở Hà Nội đăng bài trên trang Facebook cá nhân viết rằng vợ của ông Nhất đã từ Đà Nẵng bay ra Hà Nội. Ông Phạm Xuân Nguyên cho biết ông đã chở vợ của ông Nhất đến trại giam T16 ở Thanh Oai. Ông Nhất viết, trại chưa cho thăm gặp nhưng đã cho tiếp tế. Vợ Nhất mang rất nhiều thức ăn và quần áo từ Đà Nẵng ra cho chồng. Nhưng quy định của trại chỉ cho chuyển vào rất ít, cùng với một số tiền gửi nhất định để mua thức ăn ở căng tin của trại. Và trại giam đã cấp cho vợ ông Nhất một sổ tiếp tế thăm gặp cho những lần sau. Theo sổ này thì ông Nhất bị bắt vào ngày 28 tháng Giêng năm 2019 và trong cùng ngày đã chuyển đến trại T16 theo lời ông Phạm Xuân Nguyên. Vụ ông Trương Duy Nhất đã xảy ra khiến Thái Lan phải lên tiếng trả lời báo chí hồi tháng 2. Cảnh sát Thái Lan khi đó hứa sẽ điều tra việc ông Trương Duy Nhất dường như mất tích trong lúc có cáo buộc về khả năng ông bị bắt cóc ở Bangkok. Người đứng đầu cơ quan di trú Thái Lan, ông Surachate Hapan, nói với hãng tin Reuters rằng không có hồ sơ chính thức về việc ông Trương Duy Nhất đã nhập cảnh Thái Lan. Tuy vậy, văn phòng di trú Thái Lan đang xem xét có phải ông Trương Duy Nhất đã nhập cảnh Thái Lan bất hợp pháp và xem chuyện gì đã xảy ra với ông. Tướng Thái Lan nói rằng tôi đã ra lệnh điều tra vụ này. Ông đã nói với Reuters ngày 7 tháng 2, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Ân xá Quốc tế nói rằng họ xác nhận tin ông Trương Duy Nhất bị những người vô danh bắt giữ tại một trung tâm thương mại Future Park ở ngoài ô Bangkok ngày 26 tháng Giêng. Ân xá Quốc tế nói họ xác nhận tin này với các nguồn độc lập giấu tên. Xuất hiện những tin đồn trên mạng nói rằng ông Nhất đến Thái Lan đầu tháng Giêng, rồi ngày 25 tháng Giêng ông nộp đơn xin tị nạn tại văn phòng Bangkok của cơ quan UNHCR. Ân xá quốc tế đã kêu gọi Việt Nam và Thái Lan cung cấp thông tin về vụ việc. Ông Phil Robertson, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch thì nói ông Trương Duy Nhất đến Thái Lan chỉ vì một nguyên nhân là để xin tị nạn và ai đó không muốn ông ta làm thế. Vì vậy chính phủ Thái nên mở ngay cuộc điều tra. UNHCR, tức Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại Thái Lan, từ chối bình luận thông tin liên quan đến những câu hỏi này. Blogger Trương Duy Nhất, chủ nhân của trang Một Góc Nhìn Khác, từng bị tù 2 năm tại Việt Nam. Ông bị bắt hôm 26 tháng 5 năm 2013 tại nhà riêng ở Đà Nẵng. Phiên tòa ở Đà Nẵng vào năm 2014 kết tội ông tội lợi dụng các quyền tự do xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Cáo trạng nói, ông Trương Duy Nhất có các bài viết không đúng sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối chính sách của đảng. Bà Cao Thị Xuân Phượng, vợ của nhà báo và blogger Trương Duy Nhất của Đài Á Châu Tự Do, hôm 9 tháng 2 năm 2019, cũng đã gửi đơn thỉnh cầu giúp đỡ tìm thân nhân đến các lãnh đạo chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thành phố Đà Nẵng để yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm, xác định xem ông Trương Duy Nhất đang ở đâu và bày tỏ lo lắng cho tính mạng của ông này. Lá đơn được nhà văn Phạm Xuân Nguyên đăng tải trên trang Facebook cá nhân, sau đó được luật sư Trần Vũ Hải, người đại diện pháp luật cho ông Nhất, dẫn lại đồng thời xác nhận với AFA. Và chiều tối ngày 13 tháng 2 năm 2019,
theo đơn của bà Võ Cao Thị Xuân Phường. Ông Trương Duy Nhất rời khỏi thành phố Đà Nẵng hơn một tháng nay không lý do. Có thông tin cho rằng vào ngày 25 tháng Giêng năm 2019, ông Trương Duy Nhất đã đến Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, văn phòng đặt tại Bangkok, Thái Lan, để nộp đơn xin tị nạn, nhưng qua ngày hôm sau mất liên lạc với gia đình và bạn bè. Lá đơn đồng thời gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí trong ngoài nước cũng cho hay có thông tin về việc ông Trương Duy Nhất bị Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng bắt và dẫn đồ chui về Việt Nam, và gia đình bà Cao Thị Xuân Phượng hiện đang ở Việt Nam, không biết thực hư thế nào và rất lo lắng về sự an toàn, sức khỏe và tính mạng của nhà báo nổi tiếng này. Bà Phượng nói, những thông tin về anh Nhất bị bắt cóc hay bị dẫn dạy thế nào là những thông tin vẫn chưa được xác nhận. Nhưng mà việc này, chị Phượng đề nghị các bộ quốc phòng, trong đó có Tổng cục 2 trực thuộc Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm bảo hộ công dân khi công dân ra nước ngoài, và Bộ Công an liên quan đến những vụ việc người mất tích, và Công an Đà Nẵng nơi cư trú của ảnh là những cơ quan theo chúng tôi và theo pháp luật Việt Nam là có trách nhiệm giúp công dân. Phải xác định rõ những thông tin nói rằng họ liên quan đến thì họ phải trả lời, luật sư Trần Vũ Hải nhấn mạnh. Luật sư Trần Vũ Hải, người từng bào chữa cho ông Trương Duy Nhất trong phiên tòa hồi năm 2014, cho biết ông và gia đình sẽ đợi một thời gian để các cơ quan trả lời đơn của bà Phượng. Trong trường hợp các cơ quan chậm trễ không trả lời, thì ông Trần Vũ Hải sẽ đến các cơ quan này để yêu cầu cung cấp thông tin. Bà Cao Thị Xuân Phượng cũng thỉnh cầu các cơ quan, tổ chức, báo chí trong và ngoài nước quan tâm thông tin, giúp đỡ tìm kiếm ông Trương Duy Nhất, đồng thời ủy quyền cho luật sư Trần Vũ Hải để thay mặt gia đình liên lạc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và các cơ quan nước ngoài trong việc tìm kiếm ông Trương Duy Nhất. Cần nhắc lại rằng, hồi đầu năm 2014, ông Trương Duy Nhất, cựu nhà báo Đại Đoàn Kết và chủ blogger Một Góc Nhìn Khác, bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết án 2 năm tù giam với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân. Năm 2014, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới ASF có trụ sở tại Pháp vinh danh nhà báo Trương Duy Nhất là một trong 100 anh hùng thông tin của thế giới. Một số nguồn tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết ông Trương Duy Nhất mất tích tại một tiệm kem trên tầng 3 của trung tâm mua sắm Future Park một ngày sau khi đăng ký thông tin nộp đơn tìm kiếm quy chế tị nạn tại văn phòng cao ủy của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại Bangkok, Thái Lan. Hàng loạt các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã yêu cầu chính quyền Thái Lan và Việt Nam tìm kiếm và điều tra về sự mất tích của nhà báo người Việt. Chính quyền quân đội Thái Lan sau đó đánh tiếng cho biết sẽ điều tra, nhưng cho đến tận nay vẫn chưa có động thái nào thực sự cho thấy họ sẽ điều tra một cách rốt ráo về câu chuyện này. Trong một diễn biến liên quan, ba dân biểu liên bang Mỹ cũng đã hối thúc Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu Việt Nam cho biết Trương Duy Nhất hiện đang ở đâu. Sự kiện nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt cóc không chỉ tác động đến trong nước mà còn tác động đến tầm mức quốc tế, khiến ba dân biểu hôm 15 tháng 2 năm 2019 gồm Thượng nghị sĩ và dân biểu Alan Lotanto, Joe Lofrance và Haley Roda đã đồng ký tên vào bức thư gửi Ngoại trưởng Mike Pompeo, bày tỏ mối lo ngại về sự mất tích của ông Trương Duy Nhất, blogger của Đài Á Châu Tự Do, sau khi ông này đến Bangkok để tìm kiếm quy chế tị nạn chính trị. Bức thư nhấn mạnh đến hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019 tới đây. Ba dân biểu nêu rõ, tự do báo chí là giá trị nền tảng của Hoa Kỳ. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị ông Michael Pompeo sử dụng tất cả các kênh ngoại giao để áp lực chính phủ Việt Nam cung cấp thông tin về nơi ở của ông Trương Duy Nhất. Chúng tôi
đồng thời khẩn thiết đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức điều tra về việc đột nhiên biến mất của ông Nhất. Thêm nữa, chúng tôi cũng đòi hỏi ông phải gây ra áp lực lên chính quyền Thái Lan tiếp tục điều tra trường hợp này. Bức thư ký tên ba dân biểu trình bày. Trước đó, bà Cao Thị Xuân Phượng đã gửi đơn để cầu cứu về sự mất tích của chồng mình. Ba dân biểu cũng dẫn lại thông tin từ Đài Á Châu Tự Do cho biết đã có những mối quan ngại tăng cao từ tháng Giêng năm 2019 rằng chính phủ Việt Nam nhắm tới Trương Duy Nhất bởi vì ông này có những thông tin gây hại đến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Hôm 11 tháng 2, Giám đốc điều hành của Cơ quan Hoa Kỳ về truyền thông toàn cầu USAGM John Larson bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc mất tích của blogger của Đài Á Châu Tự Do, ông Trương Duy Nhất, người được tin tưởng là bị bắt cóc tại Bangkok, Thái Lan, sau khi ông ấy tới đây để tìm kiếm quy tế tị nạn chính trị. Ông John Larson cũng nhắc về trường hợp của phóng viên AFA Nguyễn Văn Hóa bị bỏ tù hồi đầu năm 2017 và cho rằng đây là hai ví dụ về có rất nhiều nguy cơ nhắm đến quyền tự do báo chí.